Let me show you about semi poco âm xịt plus. So today, nè tụi này em bày semi 39 poco âm xịt plus model mới một tiết hai. Dùng clip mà mở thắt tắt cái announcement tăng tiền ngày nát cái đặt release tăng tiền ngày thì say há ngày thì bấm cái đường đặt lúa ra nick. Em sùng lượng liệu âm pi semi poco âm xịt plus nick. Một sản khai chun nè tụi này. Nếu tao vì miền thuộc riêng đường lạc nè pi set bẹp ná cái announcement tăng tiền ngày gus ngày thì mới. Còn tại cái đặt lúa cứ ngày thì bấm khai say há hai. Dùng clip mà mở dimension nâng rụ riêng rồi bỏ ghi tới ở cái này Zemi Poco âm xịt là ní mì viên dimension đồ hồ tờ mà rồi hốc sắp phẩm bấy chụp phẩm bấy con nâng chất sắp phẩm bấy chụp bấy con nâng phẩm bấy chụp bấy mì lìm mái trong văn này thao viê krak đáy nè rào thuyết bật tái phổ bánh vào viê mê rồi tờ mà rồi hốc sắp phẩm bấy chiếng viê mau tùm vun trâm tài bì rồi trăm đàm tế chân viê sra mình tên viê plật bì chìa phổ phê glass front glass back plastic frame glass back chân viê thôn mình tên xâm ra phổ phê Zemi sim nano sim nâng đủ standby IP cầm rất bọc viên trong ca thật vì mình chỉ bọc IP 23/Raystone trong việc khuôn mình tên nhưng mà mơ display bọc viên với đại tạp tôn chỉ môi nâng display bọc viên viên màu chỉ môi nâng LCD đâm nà ca đổi trẻ con rồi mà phải hết cầm rất lưu bọc viên mình tâm tài trăm bộ trăm rồi hạ sức mình tên là nó thế này trong viên mà xuống tế tầm về mỗi hạ sức nít nhưng mà mơ sai ở trong tạp tôn screen to body radio bọc viên mê rô hô trò phẩm mối chất sắp 1 inch bật tiếp chỉ muốn là screen to body radio bảo vệ mềm hồi đó 5.1 phía rồi nó trong việc phun mình tên bởi những con cái mic ray bảo vệ mềm hồi đó mà rồi cùng muốn 5 cm này nó trong việc thông mình tên screen bảo vệ nhưng mà mới đã tôn chỉ muốn là solution cùng tất cả bật chỉnh rụp hiệp trong video cứ vì miền tầm phun mềm hồi đó mà phun phát quân là mà phải buồn học sắp pizza trong việc phun mình tên xem ra phải sơ mỹ bật tiếp chỉ muốn là PPI vì mềm hồi đó bởi rồi cả sắp phun mối density PPI này nó trong việc phun protection bảo vệ cả ca pi thlak bai e men vi phlet ampi chi prophet gorilla glass thom ocha men ten vi swot me mom platform vi tanaka doy android 14 hyperos up to school major android upgrade chom vi ply vi pisat khoke samrab semi vi mo chmuoy nang chipset dai khu ampi qualcomm sm9450 snapdragon 4 chumnuan ti 2 ae samrab robos vi men tram tae 4 nanometer te chipset robos vi na thak ne chom vi sdal men ten vi mo chmuoy nang cpu đại tân ca đòi khoa ta khoa pi con đường pi cách bay chi cả hết khoa thích ai chơi số phẩm mấy là mối tiếp pi con đường pi chơi son chi cả hết quạt ai hạt sập ra cho biết tân ca đòi pi cpu thế gpu bao nhiêu vấn khi tân ca đòi internal của mỗi rồi đập bay nó chân việc phụ mình tên sản phẩm cả liên game của việc smooth ấy sản phẩm sẽ bị bộc lộ âm sinh planet với máu chỉ môi nằng macro sdc usia sim slot vào ở trà mình tên sản phẩm sẽ bị bộc chỉ máu mới nít internal các tuần này với tân ca rep thông mình tên nào cái này ăn tốt tinh này bọc viên miên trầm tài mà rồi mà phải bằng bảy chí tâm nà ca đòi rèm bằng bảy chí nâng mũi tiết mà rồi bằng phải bằng bảy chí tâm nà ca đòi rèm bằng bảy chí trong việc khóc ta rèm tế rèm viên miên phí bằng bảy chí phóng nâng bằng bảy chí phần tái ăn tinh này viên miên tầm mũi tế cứ mà rồi mà phải bằng bảy chí các bài là bộ của xong hãy nè tỏa cái này tái rụ riêng bọc viết thức sản bằng tên nhưng mà mới đã tôn chỉ mũi nâng camera men thằng cơ bọc viết có thông này trong cả thọt video trong cả thọt chế rụp hiếp viên miên tầm hôm rồi tỏa mà rồi bằng 7 megapixel này nó vì chụp phép vay có vì ai thoát bàn và hồ tờ đó mà phải bấm 7mm nó trong cái bàn xuống màn không mình đến là tỏ nếp chiếc phép macro ấy nó vẫn cứ viên trăm tài pi mega pixel tế feature đài màu chọn màu chỉ mua này camera men khẳng khối cứ vì tên là ca đòi LD Plus HDR trong cái thông mình đến vì tổ bảo vì ai thoát bàn trăm tài mà còn 5 frame per second 30 frame per second thế chẳng vì ở đâu 4K thế xong lập xe mi đại bị chính màu mua này vì màu chỉ mua nâng sound loud speaker màu chỉ mua run jack bởi chụp trăm màu chỉ mua vì tên là ca đòi mà phải 4 bit rồi ca sắp đi chỉ cái hết iOS radio mà dùng mỗi lên bảo vệ cứ việc rú việc nên run rộng bộ ngày tế này đọc nhé nhưng mà mới chạy tôn chỉ mua nâng camera khả mục bình camera khả mục bảo vệ có việc mình thông mà đàn này nè đó nè camera khả mục mình tùm hôm rồi tạo 17 megapixel vì chụp phết quay giờ đấy vì mọi chụp mua nâng feature HDR vì ai thọt bàn vì tổ rồi tạo 18 Samsung frame per second chẳng camera khẳng khối 17 megapixel và đấy thọt bàn thầm 18 tỷ nhưng một bất chích ngon mình đang thả tá để mi hẹn ấy bán bởi chính một ngày đi mà tâm bất camera thông bị cua tại top bàn hồ tổ 4K này nó 8K nó hẹn ấy bán chìa sẽ mi đặt camera thông hết top bàn trầm tại đọc bài sub frame per second xong sub frame per second nhưng mà mơ chỉ phục hệ USB bảo vệ vẫn cứ vừa mở chỉ một USB Type C thông ra tế feature bảo vệ tên là ca đổi sensor fingerprint slide boot mở chỉ mối battery mở bảo vệ có một thông ra này nè lọc nế battery bảo vệ mê rồi hồ tổ đo 1.30 mAh
៥ម៉ោងឯណោះចុងវាធំមែនទែន Non Removable វាមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកដែលមានទំហំរហូតដល់33វ៉ាត់អស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងវាមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកដែលមកទំហំរហូតដល់33វ៉ាត់ Color របស់វាមានតែ3ពណ៌ទេវាជាប្រភេទ Black Copper និង Silver អញ្ចឹងវាមានពណ៌ជាពណ៌ទឹកប្រាក់វាមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ Copper អញ្ចឹងពណ៌ស្វាយនេះក៏ស្អាតយ៉ាងដែរសម្រាប់ BMC Plus ចេញមកមួយអង្គមួយនេះតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ140យូរ៉ូទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវាថោកមែនទែនខ្ញុំគិតថាអាចបដល់ខ្មែរតែ300ទៅ400ជាងចាស់ដោយសារសេមីបានជីមុខងារកាមេរ៉ាធំប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាអត់ចូលចិត្តក្នុងការថតវីដេអូដោយសារវាទំហំទូទៅអ្នកនរគ្នាយល់ហើយថាតើកាមេរ៉ាធំនៅខាងក្រោយរហូតដល់108មេហ្គាពិសែលប៉ុន្តែថតបានត្រឹមតែ10 30 frame per second ទេសូម្បីតែកាមេរ៉ាខាងមុខរហូតដល់13មេហ្គាពិសែលដែរប៉ុន្តែថតបានត្រឹមតែ8 30 frame per second ទេអង្គទូទៅនៃរបស់វាក៏វាមិនអនដែរត្រឹមតែ 128G ទេប៉ុន្តែ RAM របស់វាតំណាងការដល់ 6G ផងនិង 8G ផងអរគុណយល់យ៉ាងណាដែរអ្នកនរគ្នាដែលក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានបញ្ចេញ Poco M6 Plus នេះមកជាមួយនឹង feature ដែលអស្ចារ្យមែនទែនសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ model ផ្សេងៗទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទិញ model ទូរស័ព្ទបែបណាឲ្យទៅតាមតម្រូវចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យវាត្រូវទៅតាមទឹកដីរបស់លោកអ្នកហើយ feature របស់វាវាពិសេសមែនទែនវាអាចធៀបជាមួយហូតអាចគូប្រកួតប្រជែងរហូតដល់ Apple និង Samsung ក៏ថាបានដែរសមត្ថភាពវាគឺខ្ពស់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome back to Switch with ជាមួយខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាយបាយ